em là Hiền Lương ạ. Năm nay em 25 tuổi ạ. Răng em hô khập khễnh nên là em muốn chết thì thẩm mỹ có thẩm mỹ hơn. Em thấy từ cái hồi mà bắt đầu mọc răng ấy, bắt đầu thay răng ấy thì em đã thấy khác biệt rồi. Nhưng sau rồi cũng không để ý, đến tận cấp 3 thì mới kiểu để tâm hơn cái ngoại hình của mình. Có, em cũng tự ti, em mặc dù em rất hay cười nhưng mà khi có nghĩa em chỉ cười với cười thoải mái với những người quen, thật sự quen ấy. Còn để mà cười một cách thoải mái những người kiểu quan hệ bình thường hoặc là mới thì em cũng hạn chế cười. Sau khi mà thực hiện điều trị ở Wismile thì em mong muốn là em có một nụ cười đẹp hơn, đều, răng đều và không bị hô ạ. Ngoài cái vấn đề xương, tương quan xương của em thì góc mặt của mình hơi ngắn. Yeah. Đó, mình có một cái mặt gọi là mặt vuông á. Yeah. Đó, góc mặt ngắn, cộng thêm là cái trục răng nó hơi chìa này. Đó, góc này nó nhọn thì mình sẽ mở khớp một chút để cho khuôn mặt mình nó cân đối hơn một tẹo. Đó. Yeah. Bản thân mình khi mình nhìn thấy cái góc mặt mình hơi ngắn một chút. Đúng á. Cái góc này này. Đúng. Đó, thì mình mở góc ra, hàm ra một chút để cho cái khuôn mặt, cái tầng mặt dưới của mình. Vâng. Nó hài hòa hơn. Và mình sẽ phải nhổ răng. Yeah. Nhổ răng số 4, mình kéo vào. Yeah. Để làm sao mà dụng chụp cái răng này nó thẳng này. Và thứ hai là giảm cái độ hô cho em. Vâng. Đó.